Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go. Sleeper Hollow. Three men. Ok, và mình sẽ chuyển sang tình hình thứ hai. A Fresh Edge. Thank you.
Okay, go to Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Let's go. Okay, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Get some sleep. Ok, sau đó thì mình sẽ đi thay bộ quần áo luôn. Hey, mind the lady. Đừng nhẹ tí đã bộ kính rồi. So let's go. Wow, chiếc xe ô tô đấy đã mất. Còn chiếc xe máy này thì vẫn đang sử dụng. Rồi, và tựa game thứ tư.
Grand Theft Auto Liberty City Story. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Wake up. Đây là lời các bạn sẽ lưu em khi mỗi khi các bạn làm nhiệm vụ xong. Còn trong này là lời thay đồ của các bạn. Rồi, mình sẽ vào thay một bộ đồ công lê. Một bộ vest. Now take me to my place. Apartments cost more. Tell them you're late. Try to tell us, don't go for the Leone's. Get out of my city. Get your staff on the move in here.
If I go back there, I'm a dead man. Sure. I'm telling you, Mick, she got what you're dealing. OK, tiếp tục nào, gần theo ba. Let's go. Ở đây thì mình sẽ chạy đến điểm L. Và xe ngon này đi. Combo. What am I gonna do? Hey. Lên xe thì mới được. Vậy thì là như thế nào? Mình sẽ thử một con xe khác ngon hơn xem nào. Never forget the familia. Đây là đâm thẳng vào đây. Sẽ thử xe 4 chỗ ra. Lý do gì mà không được. Toàn xe tải không ở đây. Any time, any place. What's up? Có thể do tôi hôm nay làm lỗi rồi. OK. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Rushing.
Wow, oh my gosh. Let me go. Có thể mua cho mình những chiếc xe ngon hơn. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tới cái thứ bảy. Ở Fast Night. Was win the race. Thank you.
Rồi, và tự game cuối cùng. Need for Speed Most Wanted. Đây là những tựa game đua xe khá là hay và hot trong những tháng qua. Let's go. Đầu tàu. Welcome to. Lại thôi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.